Hôm nay tôi ở Tuần Châu nên là tôi lại ra bãi biển, tôi quay chia sẻ cho các bạn cái bãi biển Tuần Châu ở trong khu du lịch Tuần Châu Hạ Long nha các bạn. Đây là một bãi biển nhân tạo thôi nhưng mà khá là đẹp. Phía đối diện bên kia là đảo Bikini cơ. Bên phía sau xa xa kia là vịnh Hạ Long nhá. Từ đây tôi quay toàn cảnh phía ngoài này cho các bạn này. Đối diện là công viên Tuần Châu các bạn. Còn đây là Tuần Châu Resort này. Mặt trời đang lên kìa. Tôi thấy bãi biển này khá là sạch đấy. Hiện tại thủy triều đang rút xuống qua cả cái vạch bãi tắm này. Cát ở đây rất là mịn nha các bạn. Này phía trong này. Phía xa xa đối diện kia là bên bãi cháy San Gua cơ. Bãi biển bãi cháy ở chỗ mấy cái thuyền phía xa xa cơ các bạn. Sóng biển ở bãi biển Tuần Châu thì khá là nhẹ nhàng nha các bạn. Sóng nhỏ nhỏ này này. Nhà bạn nào mà có con nhỏ thì tắm bãi biển này cũng rất là hợp lý nha các bạn. Nước biển ở bãi Tuần Châu thì khá là trong nha các bạn. Nước khá là trong, khá là sạch luôn. Bên đảo Bikini kia như là đang xây dựng rồi các bạn. Hàng quán thì buổi sáng sớm này thì người ta vẫn chưa mở đâu. Giá thì tôi xem qua cũng rất là khá bình dân thôi. Không có gì là cao cả. So với khu du lịch thì nó là bình dân nha các bạn. Trên bãi biển thì chủ yếu là trồng toàn là dừa thôi. Hàng dừa rất là đẹp. Này sáng ra bãi biển ngắm bình minh thích quá các bạn ơi. Bình minh trên biển khá là đẹp nhá. Kìa các hòn đảo ở vịnh Hạ Long à. Nói chung là rất là thích cảnh rất là đẹp. Đấy. Bãi biển Tuần Châu cũng chỉ có thế này thôi nhá các bạn nhá. Tôi quay chia sẻ các bạn thế thôi. Và giờ tôi kết thúc video đây.